chiều ngày 28 tháng 7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 48 du khách phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, ngày 26 tháng 7, đoàn khách 182 người có chuyến du lịch và lưu trú tại Resort T, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Sáng ngày 27 tháng 7, đoàn khách ăn sáng tại Resort. Đến trưa cùng ngày, đoàn ăn trưa cũng tại Resort nói trên. Đến khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, một số du khách trong đoàn có biểu hiện đau bụng, nôn ói, nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa An Phước, thành phố Phan Thiết, cấp cứu. Ghi nhận đến hơn 9 giờ sáng ngày 28 tháng 7, có tổng cộng 48 du khách phải nhập viện điều trị. Đến chiều ngày 28 tháng 7, 43 du khách sức khỏe đã ổn định và được xuất viện, còn lại 5 du khách đang được điều trị. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Bình Thuận đã tổ chức 3 đoàn công tác để điều tra, xử lý vụ việc. Đoàn cũng đã tổ chức lấy mẫu thực phẩm tại nơi các du khách đã ăn uống để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đang điều trị tại bệnh viện, chị M, ngụ tỉnh Bình Dương, cho biết bữa ăn sáng bình thường không sao cả. Nhưng đến trưa, sau khi ăn cơm cùng đoàn trong resort được khoảng 15 phút thì bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Còn ông B, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thông tin sau khi ăn trưa tại resort, tôi có cảm giác đau bụng, tiêu chảy liên tục không ngừng. Ngày 27 tháng 7, tôi chỉ ăn uống trong resort, không ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.